còi báo động không kích lại vang lên trên khắp Ukraine. Nga tiếp tục bắn tên lửa trên khắp Ukraine. Tình báo Ukraine bắt bài tư lệnh Nga mới được bổ nhiệm chỉ huy chiến trường Ukraine. Nga điều 4 phà vận chuyển sau vụ nổ cầu Crimea. Giám đốc tình báo Anh nói, người Nga đang thức tỉnh trước sai lầm của Putin. Belarus nêu lý do lập lực lượng quân sự hiệp đồng với Nga. Bulgari điều tra nguồn gốc xe tải phát nổ trên cầu Crimea. Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hồi đáp đề nghị viện trợ kinh tế đổi lấy các bước đi hạt nhân hóa. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 11 tháng 10 của Deklar TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cơ quan an ninh Ukraine đã phát cảnh báo tấn công tên lửa vào sáng nay, 11.10 theo giờ địa phương. Một ngày sau khi nhiều thành phố của nước này hứng chịu làn sóng không kích của Nga. Giới chức Ukraine phát thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram cảnh báo: "Trong hôm nay, khả năng cao sẽ có các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Hãy ở trong nơi trú ẩn vì sự an toàn của chính bạn. Đừng bỏ qua các cảnh báo không kích." Cùng lúc đó, Báo giới Ukraine cho biết, có báo động không kích đã vang lên ở Kyiv và một số khu vực khác bao gồm Chernihiv, Vinnytsia, Odessa, Sumy và Nipper. Những tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở Vinnytsia, Odessa, Rih, Vrovno, Chitomy. Hơn 10 tên lửa dường như đã được bắn về phía Ukraine từ biển Kaspi. Các thông tin này chưa được minh chứng một cách độc lập. Hôm 10 tháng 10, và đã dội tên lửa tấn công nhiều mục tiêu ở Kyiv. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko tuyên bố rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị ảnh hưởng. Theo ông Anton Sarachenko, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ, cuộc tấn công dường như cũng nhằm vào thành phố Vladimirskaya, nơi đặt văn phòng chính của cơ quan an ninh Ukraine. Ngoài Kyiv, một số thành phố khác của Ukraine cũng bị nhắm mục tiêu, trong đó có Dnipro ở phía đông và Lviv ở phía tây. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine UAF cho biết trên Facebook rằng Nga đã phát động một đợt tấn công tên lửa khác trên khắp Ukraine vào sáng thứ Ba ngày 11 tháng 10. Bài đăng có đoạn, kẻ thù tiếp tục tấn công Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Tên lửa được phóng từ hai hàng không mẫu hạm của Nga vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố 4 tên lửa đã bị bắn hạ. Ông Oleksiy Kuleba, tổng đốc vùng Kyiv cho biết một tên lửa đã bị bắn hạ trong khu vực. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Khmelnytsky, ông Sahi Hamali cho biết, các vụ đổ được nghe thấy ở khu vực Khmelnytsky. Ông tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái. Tổng đốc Sergei Bozov cho biết trên Telegram rằng khu vực Vinnytsia đã bị tấn công. Bình luận về các vụ tấn công tên lửa của Nga, Tổng đốc Mikhail Vitaly Kim nói. Có vẻ như chỉ huy mới của quân đội Nga đã chơi báo động đỏ khi còn nhỏ quá nhiều. Sẽ tốt hơn nếu ông ấy đọc sách. Ý thưa quý vị, hãng tin Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin từ tình báo nước này cho rằng chỉ huy mới được bổ nhiệm của lực lượng Nga tại Ukraine, tướng Sergei Surovikin, đã cố gắng chứng minh kết quả nhanh chóng với Tổng thống Putin bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tổng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine gọi đây là phong cách làm việc của ông Surovikin. Hãng thông tấn Ukraineform dẫn lời đại diện của Cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng, Andriy Yusov, phát sóng trong chương trình tin tức quốc gia 24.7 cho rằng đây là phong cách của ông ấy, phong cách của kẻ chiến đấu mới của quân đội Nga ở Ukraine ném tên lửa vào cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Yusov lưu ý rằng Người đứng đầu mới được bổ nhiệm của quân đội Nga tại Ukraine, tướng Sergei Surivikin, được biết đến với thực tế rằng, trong khi không phục vụ trong ngành hàng không, ông đã đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ Nga và trước đó là lực lượng không quân Nga ở Syria. Vào ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã bổ nhiệm Sergei Surovikin làm tổng chỉ huy ở Ukraine. Kính thưa quý vị, ông Nikolai Lukashenko, quyền lãnh đạo cơ quan giao thông vận tải Crimea, ngày 10 tháng 10 thông báo, bốn chiếc phà bắt đầu hoạt động trên eo biển Kursk. Trong số này, ba phà do cảng Kursk trên đảo Crimea vận hành. Một chiếc được điều tới thị trấn Yes, vùng Krasnodar. Bốn chiếc phà vận chuyển được hơn 450 phương tiện và 3.000 người giữa bán đảo Crimea và vùng Krasnodar. Mỗi phà mất 4 tiếng để thực hiện hành trình cả đi và về. Ông Lukashenko cho biết sẽ có thêm phương tiện vận chuyển được điều tới khu vực. Các chuyến phà hiện tại ưu tiên xe chở thuốc men và hàng hóa dễ hư hỏng. Các chuyến phà giữa bán đảo Crimea, vùng Krasnodar của Nga, được mở lại sau vụ nổ ngày 8 tháng 10, khiến một phần làn ô tô bị sập và làm giảm đáng kể lưu lượng phương tiện qua làn tuyến giao thông huyết mạch này. Nga mở làn còn lại trên cầu Crimea vài tiếng sau vụ nổ để xe hơi có thể đi qua, xong các xe cỡ lớn phải di chuyển bằng phà hoặc vòng qua tuyến đường bộ ở các tỉnh miền nam Ukraine nơi Nga vừa sắp nhập một cách trái phép. Dưới chức Nga cho rằng một xe tải chứa bom đã gây ra vụ nổ làm hư hại cầu Crimea, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine gây ra vụ nổ và ra lệnh tập kích quy mô lớn bằng tên lửa vào Kyiv và nhiều thành phố của Ukraine ngày 10 tháng 10 để đáp trả. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của Nga, nhưng cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Polyak cho rằng xe tải phát nổ đi lên cầu từ phía Nga, do đó nên tìm câu trả lời ở Nga. Kính thưa quý vị, ông Jeremy Fleming, người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh mạng của Anh, ngày 11 tháng 10 nói rằng: Người dân Nga đang chú ý đến việc Tổng thống Putin đã đánh giá sai cuộc xâm lược Ukraine như thế nào. Ông Fleming cho rằng, lệnh động viên là một phần bức tranh về quyết định thiếu sót của Tổng thống Nga. Trong một bài giảng cho viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh, RUSI, mà giới truyền thông đã được biết trước, ông Fleming dự kiến nói rằng Lệnh động viên của ông Putin cho thấy một tình huống tuyệt vọng. Hiện tại người Nga có thể thấy ông Putin đã đánh giá sai tình hình tồi tệ như thế nào. Giám đốc tình báo Anh nói, họ đang chạy trốn khỏi quân địch. Họ nhận ra rằng họ không thể đi du lịch được nữa. Họ biết rằng quyền tiếp cận của họ với các công nghệ hiện đại và các ảnh hưởng bên ngoài sẽ bị hạn chế đáng kể. Các chỉ huy Nga trên mặt đất biết rằng nguồn cung cấp và các đạn dược của họ đang cạn kiệt. Ông Fleming nhấn mạnh, khi nội bộ không còn nhiều thách thức, việc đưa ra quyết định của ông ấy đã chứng tỏ là thiếu sót. Ông nói thêm rằng các lực lượng Nga đang kiệt quệ và chi phí cho cả quân đội và trang thiết bị Nga là đáng kinh ngạc. Giám đốc tình báo Anh nhận định chiến lược đặt cược cao này đang dẫn đến sai sót chiến lược trong phán đoán. Ông Fleming cũng nói với đài BBC rằng các chỉ huy của Nga đang lo lắng về tình trạng của bộ máy quân sự của họ và họ đang tuyệt vọng. Kính thưa quý vị, Belarus hôm nay, ngày 11 tháng 10, tuyên bố rằng lực lượng quân sự hiệp đồng giữa nước này và Nga được thành lập hoàn toàn cho mục đích phòng thủ để bảo vệ biên giới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10 tháng 10 thông báo nước này và Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. Hai nước đã bắt đầu tập trung các lực lượng lại với nhau cách đây hai ngày, dường như sau vụ nổ trên cầu Crimea. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus nói sau không nêu rõ lực lượng quân sự hiệp đồng sẽ được triển khai ở đâu. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng quân đội Belarus có thể tham chiến cùng lực lượng Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu Hội đồng An ninh Belarus, Alexander Volkovich, hôm nay cho biết những lo ngại đó không phù hợp, cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách dựa vào cách cớ này để công kích Belarus. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công vào Ukraine. Belarus cũng bị nghi cho phép máy bay Nga sử dụng không phận để phóng tên lửa nhằm vào Ukraine. Kính thưa quý vị, theo trang tin Euractiv, Bulgaria, ngày 11 tháng 10, cơ quan phản gián SANS của Bulgaria đã điều tra các cáo buộc của Nga rằng chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea đến từ nước này. Các cuộc điều tra diễn ra theo lệnh của quyền Thủ tướng Galap Donetsk sau khi Điện Kremlin công bố thông tin trên. Các cơ quan đặc biệt cũng đã thông báo tình hình cho văn phòng công tố Bungary. Hôm 9 tháng 10, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Giám đốc Ủy ban điều tra Nga Alexander Bachikin đã thông báo rằng lộ trình của chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea bắt đầu từ Bungary, sau đó đi qua Georgia, Armenia, Bắc Ossetia và vùng Krasnodar. Những người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho rằng, Thông tin của ông Bachikin là không đáng tin cậy. Trong khi đó, ông Boyko Borisov, EU Thủ tướng và là lãnh đạo đảng GEAB nhận xét rằng không có chuyện chiếc xe và chất nổ xuất phát từ Bungary vì nó không thể vượt qua biên giới để đến Crimea. Ông Borisov nói, nếu tôi ở vị trí của các cơ quan an ninh Nga, tôi muốn quan tâm đến nơi chất nổ được đưa đến lên chiếc xe tải. Và lý do của vụ nổ là gì? Đó là điều quan trọng. Hiện trong xung đột, mọi người đều muốn giải tỏa căng thẳng. Về phần mình, cựu Thủ tướng Kirill Petkov đã kêu gọi chính phủ Bulgaria bác bỏ những suy luận từ Điện Kremlin về mối liên hệ của Bulgaria trong vụ đánh bom cây cầu Crimea. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng sớm hồi đáp sáng kiến của Seoul về viện trợ kinh tế đổi lại hòa bình. Phát biểu với báo giới về đề cập đến đề xuất của Tổng thống Yoon suk yeol nhằm giúp xây dựng lại nền kinh tế của Triều Tiên để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa. Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, một lần nữa, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng hồi đáp. Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên thông báo tập trận hạt nhân chiến thuật và tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân. Trong hai tuần qua, Triều Tiên cũng đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.